Đâu, về đi ba bánh đi. Rồi, dục vô luôn chị hai ơi. Rồi, các bạn ơi, nay mình nướng cá ăn các bạn ơi. Đây, chị hai mình đi tước lá dừa nướng cá ăn nè các bạn. Giờ cá đâu rồi? Cá bên đây nè các bạn ơi. Cá mình mần sẵn rồi, xong cái mình để lên là mình nướng rồi các bạn. Cá phi siêu to, siêu khổng lồ luôn nha các bạn. Chà bá luôn. Con này con cá ký á các bạn ơi. Giờ mình nhóm lửa các bạn. Cá kéo cày cây ra rồi mình nhóm lửa đốt các bạn. Giờ mình chặt ra để vô mình đốt rồi mình lấy than nướng cá các bạn ơi. Quá trời rồi. Thì đứng ngoài là lên lửa các bạn ơi. À, giờ mình lên lửa các bạn ơi. Lên lửa xong cái mình ấy nha các bạn. Lửa xong cái mình có than cái mình nướng nó nha các bạn. Đây các bạn ơi, giờ lên lửa rồi các bạn ơi. Chờ đâu thấy vô. Chờ cái nó có than cái rồi mình nướng cá các bạn ơi. Đây các bạn ơi, lửa quá trời lửa rồi. Này chắc hồi than nhóc luôn các bạn ơi. Đây các bạn ơi, chị ơi mình đâm mấy ớt các bạn ơi. Giờ đâm mấy ớt nữa là chơi đó. Rồi chưa chơi được nữa, nướng rồi mới ăn nữa mà. Chín cái mới ăn được nha các bạn. Nice. Cái này thiếu một xì rượu nữa thôi. Thiếu rượu nữa là xong rồi. Rượu nữa là xong. Lửa này quá trời lửa luôn. Lửa này đốt nhà luôn chứ nướng cá gì. Tới lửa luôn các bạn ơi. Rồi chị hai mình đâm mấy ớt nữa rồi. Rồi xong rồi nè các bạn ơi. Mấy ớt tới mấy ớt luôn các bạn ơi. Đã không? Đã không? Chút sách chanh cái mình nặng vô cái nó là quất nha. Sách chanh nặng vô cái là lụm đó. Lụm nha các bạn. Lửa quá trời lửa luôn rồi. Giờ mình cắt chanh ra mình để chút xíu nữa mình ăn nha các bạn ơi. Nặng vô ăn cái tới luôn trời, chứ mới ớt cái ngon vậy trời. Quá đã luôn các bạn ơi. Chén mới ớt này tới chén mới ớt luôn. Đây các bạn ơi, giờ muối ớt nè, cá nè mình chuẩn bị nè các bạn. Thấy không các bạn? Giờ mình đi còn chờ cái này nữa các bạn ơi. Than tới than luôn rồi các bạn. Giờ nướng là chắc cả chín được con trâu luôn rồi đó. Đây các bạn ơi, giờ mình chuẩn bị đang mình nướng các bạn ơi. Ừ, mình để nó gần gần nha. Nóng quá, nóng quá, nóng quá. Nóng quá. Nóng chết. Xích đây nè ông nội ơi, ngồi nóng cái máy. Có cầu út nữa các bạn ơi. Hai, có thấy gì nè. Ra đây nè, nó không để đây đi. Mấy trước cho cốt đi. Đó, thôi, đi. Chèm trước đi. Thôi, em đã về. Đó. Em đẹp quay em trước. Anh xấu. Quay sau rồi đổi chính cây cầu tiêu cười chết luôn. Bắt đầu lên dĩa nha. Đây quá không ta, gần quá không ta. Bởi không tiếp khách. Phan đi. Gần thêm quá. Thêm cục nữa mới được. Thôi vừa đúng. Vừa không? Vừa hả? Để các bạn ơi, giờ để cá lên nướng các bạn ơi. Ồ. À, nó còn sống. Ừ. Đó, đã luôn các bạn ơi. Con để ra đây để đi. Ừ. Đó, đây rồi Út các bạn ơi. Hai. Nè Út qua chơi luôn các bạn ơi. Nướng cá. Nóc đi đâm gụ đi. Lùa cái đó vô không nha. Vậy chắc chín thấy bà rồi quá. Chín. Đừng có áp quá, Kiều khiệu cục đó ra chứ hai. Khiệu cục lửa đó ra mới được. Rồi. Ôm hồi nữa nó ấy rồi mình tiếp nữa. Ngâm đang chở các bạn ơi. Thời chở rồi cá bự quá chở nó hơi khó nha các bạn. Bở luôn ngủ ngắt hả? Bở ngủ ngắt. Đây thiệt đó. Trời ơi con cá làm cá mất màu hết rồi. Cá bự cho bá luôn. Đây được hai trái cà nữa nè các bạn ơi. Kẹp hai cái màng của nó.
này mình mổ bụng rồi mình mới nướng đó nha các bạn, chứ không phải là để vậy không mình nướng đâu. Đó, trời ơi nó ngon. Cá bự mà nướng nữa đã quá đã luôn ha các bạn. À, xong rồi. Giờ mình kêu than ra nữa là lụm. Kêu than ra để nướng hồi nữa là tới. À, các bạn ơi, vàng rồi đó, vàng tươi luôn các bạn. Cái này ra ăn chắc đã. Chờ chút ăn rồi hả về nha cậu. Đây, ngồi rất là nướng cá. Rất là chăm chỉ luôn. Đã quá. Cá đẹp quá ta. Đây, hai trái cà chín rồi các bạn ơi. Vừa vừa chín được rồi, ăn cứ sực sực đồ chơi. À, ngồi chờ nè các bạn. Quá trời than đỏ rồi. Đỏ tới đỏ luôn. Đây các bạn ơi, tiếp nữa. Ây da. Đây là giờ thì cá vàng rồi các bạn ơi. Bắt đầu vàng rồi ha. Bự quá. À, nhìn này. Ôi, chở lần này nữa chắc ăn được rồi quá. Chín chưa ta? Chín rồi. Chưa đâu. Ở ăn rồi hãy về anh. Không không. Nằm miếng đi hãy về cổ coi. Làm cho có YouTube gì ta? Ăn em đi. Không ăn cá thì ăn em. Em về bữa ha. Chừng nào? Đây các bạn ơi, quá trời. Đây là chín nha các bạn. Đó. Chín chưa? Đó, giờ gỡ ra thử các bạn ơi. Ồ, mở bén luôn. Nhìn liếm nhím thử cái. Đã không? Đã không? Đã không? Ngon quá, ngon ngất luôn. Ngon quá. Ngon quá các bạn ơi. Giờ đem ra dĩa rồi. Đây người ta chuồng thỏ với chuồng chuột mình nuôi nữa các bạn. Đó, đây các bạn ơi. Giờ xử con cá này các bạn ơi. Thử coi nó ngon không nha các bạn. Đó. Để hướng này đi, qua đây hướng này ngồi đi chị hai ơi. Chị ngồi hướng này đi. Đó. Vậy nó đẹp hơn. Quá đã luôn nha các bạn. Cá phi nướng mà chấm muối ớt ăn nữa, tới luôn rồi. Tới luôn các bạn ơi. Đũa khỏi đi mắng hết tầm bậu thôi. Hả? Không có đũa. Không có đũa hả? Đây, kiếm góc quay thích hợp đây. Nó lụm luôn các bạn ơi. Rồi chị khai trương đi. Đây các bạn ơi, mời các bạn ăn cá luôn các bạn ơi. Trời ơi chấm nè. Tới luôn các bạn ơi. Nhìn ăn là chảy nước miếng luôn. Cá hồi sáng mà mình đi ra đặt chuột á, mình đem về á các bạn. Nhân ơi, ra ăn cá Nhân ơi. Tới cá luôn các bạn ơi. Cá tới cá luôn. Đây các bạn. Ăn như người mồi luôn các bạn ơi. Giờ thử miếng cá coi ngon không. Ngon ngất ngay. Này chấm vô đây nha các bạn. Đó. Nó bậy. À. Ngon. Cà non. Cà non. Cà của ông Út hồi nãy chưa mới lại ăn cá không mà. Quá đã luôn các bạn ơi. Cà này chấm ớt ăn cái tới à. Ăn nào. Đã quá. Nóng cho nguội chút đi cho. Trời ơi cay dữ vậy. Trời ơi ăn mới đã chứ. Đã. Cay quá trời cay luôn à. Đây chị hai. Đã quá. Thì mẹ mình nè các bạn ơi. À. Tới luôn. Chấm vô nha. Ăn các bạn ơi. Quá đã. Sặc luôn. Đã không chị hai? Ngon quá khá. Ăn cá mà cầm lên nướng. Ăn cá ngọt ngay luôn trời. Quá đã luôn hả các bạn. Chấm vô cái ăn tới. Ngon liền. Ngon bả cháy bù chét. Cái bươi dữ vậy. Ngon quá. Ủa ăn cái tới luôn hả? Ừ. Vậy chị bỏ. Trời ơi cái giải ra thơm nó ngon chết. Ăn giòn giòn.
Lấy em lụm lên em ăn chứ. Trời. Còn con chà bá luôn nè chị hai, con chống lừ luôn á. Đã lắm các bạn ơi. Rồi các bạn thấy hay lắm, nhớ cho mình một đăng ký và một like và một chia sẻ nha các bạn. Này mình làm về săn bắt này kia rồi các bạn ơi. Nướng ăn tại chỗ về mới ngon nè các bạn. Chứ đem vô nhà mà chế biến ăn thì thấy nó hơi kỳ kỳ sao. À, không ngon bằng như vậy. Nha các bạn, đây là như này nè. Đó. Cay. Mình chấm vô đây nè các bạn ơi. Làm lên. Thơm lên ngon không? Ngon. Các bạn. Đó. Đó các bạn ơi. Cá hi con vừa nha. Hả? Thấy ớt các bạn. Này ăn ớt thay với cá chứ không phải ăn cá với ớt các bạn ơi. Quá à. Rồi cá hi nè. Cà này ăn mới đã nè. Cà nướng ăn đã dữ trời. No luôn á. Chan ớt này ngon dữ thần trời. Đã các bạn à. Chị hai ở đây là ốm không nổi đâu. Mình mới có 68 kg à. Đúng vậy. 68 kg à, chỉ được 70 đó các bạn. Trời ơi, cái này mới ngon nữa nè. Thấy không các bạn? Cá nắng quá các bạn ơi. Chấm cái à. Lọt phải lạc. Không lạc hả? Có hình viên nữa bạn. Nè, cho em nè. Ăn sướng đi, ngồi luôn kìa. Quá đã. Trời ơi, cá kìa. Ngồi gần như vậy. Đủ gần lắm mẹ, gần như vậy. Ngồi gì gần như vậy, ngồi xuống. Xúc miệng vô cạp. Này ăn không thì hơi kỳ thế các bạn. Cá này ăn ngọt dữ trời. Mình giải phẫu nó ra nha các bạn. Tấm cạp bụng của mẹ mình ngu với cảnh chưa. Cái này ăn mới đã. Trời ơi, nó rớt thịt ở dưới. Sao tôi ốp lại mà không có miếng xương. Trời ơi. Xương nãy đưa chị đó. Không có miếng xương, tôi ốp lại đây. Rồi các bạn rớt thịt nhóc chân nữa bạn thấy không? Lên nè. Nghĩ sao vậy, cái miếng có miếng xương đâu mới ốp lại. Trời ơi. Lên tay luôn rồi nè. Này bốc hốt luôn chứ sao vậy. Hốt luôn. Làm miếng cà này nữa, miếng cà cuối cùng nè. Quá ngon các bạn ơi, miếng cà này. Cà nướng nè. Ăn nhiệt tình luôn các bạn ơi, mặc dù không biết cái gì xảy ra luôn. Ăn nhiệt tình không biết gì xảy ra. Ăn khá là nhiệt tình. Quá đã luôn. Cá ăn nó ngọt nó nướng. Ăn bóc như thế này là đũa Ấn Độ. Trời nữa nè. Tiếp nữa. Ăn mà có một người đang canh. Ăn thì có cái canh. Quá trời cay à. Quá trời à. Nó cay dữ thần dài. Cay quá trời cay luôn các bạn à. Không. Nghỉ luôn. Để cho hai mẹ. Thôi chào bạn nha các bạn. Quá trời cay à. Rồi hẹn bye bye các bạn nha. Hẹn gặp các bạn những video sau nha. Hello.